là lên bốt buồn luôn rồi con ơi. 17 ra ngoài rồi chứ nhỏ vô. Mấy ba? 30 bài. 5 nốt mà. Tụ má nè, bắt lên tụ bao rồi, ai dương tụ hả? Em của em. Ủa sao dương tụ rồi? Sao dương? Thật có 1 nút không hậu vậy. Ông bộ không ba nào. 8 nút. Chấm chỉ cho con bao trời. Rồi, dương tư ba thằng Tài rồi. Chấm chỉ cho con bao trời. Mình không thiếu gì là tới 8 nút là bị 9 nút thằng Tài gì hoài ta. Rồi, đậu 10.000. Cảm ơn hoài. Ôi, ngồi đàng hoàng đi. Mình không ăn chơi mày đàng hoàng đi. Đây, đậu đây. Bao quay cái mica kìa, ông biết hả? Đậu ngoại xuống luôn kìa, ngoại xuống chia luôn kìa. Ông ngoại xuống. Đưa đưa bài cho ngoại chia. Đây cái bạn là tay tiền nè. Lấy cái mọc má cái nhả má cái đồng má. Ồ tiền nè, bà này sao tưởng đâu cái gì tôi dở lên ngồi tiền ha. Đất qua xuống chơi luôn. Mẹ ngồi tao đặt theo được không? Đợi bảo ngồi đây nè. Đất qua xuống chơi luôn. Ngồi con đưa cho ông. Ông dở, ông bắt mẹ. Chưa có mẹ con đó. Chưa chưa. Mẹ con đưa qua mẹ con. Đây đây đây. Của con đây nè. Mình live stream trực tiếp rồi ông hai nè trên bài con ăn rồi. Ông bắt nè ở trước nha. Nào. Phát trực tiếp đó. Rồi. Rồi 3 điểm. Có làm điểm đây bữa nay mùng 3 Tết mình đang live stream. Đang live stream là ba của mình á thấy má của mình á chơi quýnh bài cấp tụ á rồi cái em bạn có 5.000 nữa cái ba mình thấy má mình thua hoài ba nóng ruột để tao chơi cho đó tướng ngồi ra tướng ngồi quýnh bài thôi giữ không. Tôi rồi tôi có bài rồi tôi có gì nhiêu điểm đâu. Tôi hốt đi. Tôi hốt. Tôi hốt. Ờ, không để cho ngoại hết rồi. Mấy nốt ông ai ông ăn nốt. Nè. Ai hả? Ai hả? Vô. Vô.